Arahato, Arahato, Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa. Thank you.
Ciao.
ấy nữa, đó là gì? Dỡ này, dỡ rồi đạp, dỡ đạp. Đó thì khi dỡ lên thì quý vị ghi nhận cái gì nào? Đó, cảm giác như làm sao? Lúc lúc đặt chân xuống thì có cái gì đúng không? Đó, dỡ lên thì một cái chân làm trụ thì cái cảm giác nó làm sao? Cái chân này dỡ lên cảm giác nó như nào? Có rất nhiều cái đó, chúng ta có thể thông thả chúng ta ghi nhận thì toàn bộ các thân phần đến ví dụ như là đi từ đầu này đến đầu kia nhé, bây giờ sẽ đi đến đây này. Đó, để đến đây. Đây là mình lại đôi chút để chúng ta ghi nhận cái cảm giác chính của toàn thân từ đầu đến chân. Từ đầu đến chân chúng ta ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Đứng một chút ghi nhận được xong. Nhất là đứng đứng. Xong thì chúng ta sau khi ấy thì làm sao? Xoay. Nó gọi là xoay. Nhất là xoay. Xoay. Thì nó dễ nắm, dễ nắm các cái dễ nắm ở trên thân. Thế còn nếu không cái việc đi kinh hành mà quan sát một cách tự nhiên thì đối với một số người thì rất là quen, nhưng mà một số người khác thì người ta cũng chưa quen. Nhưng mà những ai chưa quen thì áp dụng một cái cách sư làm như thế này nhé. Thế còn quen rồi thì chúng ta có thể quan sát bất kỳ những cái gì trong lúc đi kinh hành thì nó dễ rồi. Thì chúng ta xoay xoay, sau khi mà xoay chúng ta xoay trở về thế này, chúng ta cũng đứng lại quan sát cái tư thế đứng của toàn thân, biết tư thế đứng của toàn thân một chút. Thì sau đó thì chúng ta đứng lại quan sát dỡ đạp đúng không, dỡ đạp hoặc là dỡ bước và đạp, dỡ bước đạp, dỡ bước đạp. Đó, rồi đi đến cuối đường thì chúng ta cũng lại dừng lại ghi nhận của đứng, đứng. Thế khi đứng ở chân chúng ta xúc chạm với sàn, cảm giác nó ra làm sao? Toàn bộ ở cuộc sống lưng từ đầu tới chân, cái tư thế đứng như thế nào? Lúc này nó căng cứng hay là nó thư giãn vân vân. Thế rồi ghi nhận trong một phút bắt đầu ra quay, nó quay, quay. Xong rồi chúng ta sau khi mà xoay xong chúng ta ghi nhận cái tư thế đứng một lần nữa, ghi nhận cái tư thế đứng một lần nữa, và rồi lại tiếp tục dỡ đạp. Hoặc là mọi người có thể chia ra nhé, tức là như ở thời gian đầu là chúng ta ghi nhận là dỡ đạp, rồi khoảng 20-30 phút sau, 20 phút đầu chúng ta ghi nhận là dỡ đạp, và 20 phút sau thì chúng ta ghi nhận là sao? Dỡ bước và đạp nhé. Đó, cứ như vậy chúng ta sau khi mà mình vừa đi kinh hành rồi, thế còn cái lúc mà không còn đi kinh hành nữa thì chúng ta đi từ sai đường thì đường mà đến nhà ăn, thì lúc này là đi nhanh hơn thì chúng ta chỉ nghiệm là sao? Phải trái đó, nhanh lắm, phải trái thì phải cho đến sai đường. Thế rồi đến lúc mà khi mà chúng ta đi ăn đó, đặc biệt là trong cái lúc mà mình ăn đó là rất nhiều thứ nó xảy ra. Bình thường đó là mũi của chúng ta nó gây nhận mùi đâu, bây giờ là không khí nó trong lành như này, nó không có cái mùi gì cả. Nhưng mà đến lúc mà vào sai đường đến nhà ăn đó, chúng ta thấy là mũi chúng ta nó không hoạt động này, tai chúng ta thì nghe này, nó rất nhiều âm thanh, rất nhiều thứ lặng xạo. Cái mắt thì chúng ta nhìn cái đồ ăn này, đúng không? Lấy đồ ăn xong thì khi mà mình lấy mình chặn vào muỗng thì dĩa nó như thế nào, mình gắp đồ ăn chúng ta gắp làm sao, đó, thì các cái cử động thì đưa nó vào miệng này, đúng không? Khi mà đưa vào miệng lúc này mới nhận được cái gì, vị này, đúng không? Bắt đầu chúng ta nhai này, nhai thì ghi nhận là cái các cái hàm nó hoạt động, nó căng cứng, nó ra làm sao này. Rồi bắt đầu có biết là nước miếng nó tiết ra, các cái dịch vị nó tiết ra, rồi thức ăn nó được nhuyễn dần này. Thì các cái vị ở trong này chúng ta thấy là nó giống nhau hay là nó có cái sự thay đổi hay là như thế nào. Rồi bắt đầu chúng ta nuốt này, rồi để ý xem là bây giờ mình nhai được 3 cái thì mình nuốt hay là bao nhiêu cái thì mình nuốt nó, thì để ý đến cái đó nhé. Thì như vậy là khi mà chúng ta ăn là toàn bộ các cái căn của chúng ta là nó hoạt động hết công suất, mắt thì nhìn, tai thì nghe,
mũi thì ngửi cái mùi đồ ăn, và trong lưỡi và chúng ta ghi nhận cái vị của các cái xúc chạm bên ngoài. Thế rồi các cái suy nghĩ của chúng ta nhiều khi là chúng ta hướng tới cái đồ ăn rất là nhiều, đặc biệt là trong lúc ăn, thức ăn là toàn bộ nó hoạt động hết công suất. Chứ còn bình thường ở đây đó là mũi của chúng ta nó không ghi nhận được mùi, không khí hoàn toàn trong lành, không có mùi. Thứ hai là bây giờ là miệng của chúng ta nó cũng không có gì cả, thì cái vị của nó cũng là không có một vị đặc biệt. Nhưng mà đến lúc ăn đó là khi thức ăn đưa vào miệng, hoặc là khi mà chúng ta uống nước ngọt thì chúng ta mới ghi nhận được đối với cái vị của hồn. Thì mình lưu ý trong lúc ăn nhé, chúng ta quan sát cẩn thận hơn trong lúc ăn. Đây là chúng ta biết cách ngồi thiền như sư vừa trình bày, thì đi kinh hành nhiều cái cách mà chúng ta làm ở đây. Ví dụ như khi mà trong các sinh hoạt này đó, khi đóng cửa, khi mở cửa, khi mà chúng ta đi vệ sinh, tắm giặt vân vân, các cái hoạt động, các cái chuyển động của mình nó để chậm rãi từng bước và quan sát các sự xúc chạm, các cái cảm giác, các cái suy nghĩ. Thank you.